Dạ vâng, em nghĩ ô tô cũ Hải Phòng xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay em lại tiếp tục lên sóng một mẫu xe Hyundai Grand i10 có năm sản xuất 2017, đăng ký và lăn bánh lần đầu 2018, mang phiên bản số sàn, mang biển kiểm soát 17A23953. Hiện tại chiếc i10 đang có tại cửa hàng bên em. Vậy thì bác nào mà quan tâm đến mẫu xe này, hãy cứ nhấc máy lên alo trực tiếp cho em theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565. Bác nào mà xem video của em hãy nhớ ủng hộ em bằng cách like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp em để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà em đưa lên. Một mẫu xe i10, vâng, một mẫu xe bản hatchback một đầu hiện đang có tại cửa hàng ô tô cũ Đoàn Nghị. Trang bị màn hình cam đùi, màn hình Android. Đấy, sơn xi thì màu bạc xịn sò nguyên bản theo xe. Một mẫu xe i10 dòng Hyundai thì máy móc của nó rất là lành, đồ đạc rất là dễ thay thế các bác nhá, không hay hỏng vặt. Đấy, đăng ký 5 chỗ ngồi. Đấy, một mẫu xe nhỏ gọn, luồn lách những đường ngang ngõ nhỏ ôn sơ kê luôn. Đấy, gương kính chỉnh điện nguyên bản theo xe, táp ly của xe các bác này. Đấy, táp ly của xe vẫn còn gai sần rất là đẹp luôn. Keo chỉ cam kết các bác là keo chỉ zin. Vâng, không đâm xô, không tai nạn, không ngập nước, không taxi, không dịch vụ các bác nhá. Một mẫu xe i10 phải nói là đẹp xuất sắc luôn. Bác nào mà quan tâm đến mẫu xe i10 này, hãy cứ nhấc máy lên alo trực tiếp cho em hoặc đến trực tiếp của bãi xe của em có nhá. Có địa chỉ ở thôn 1, xã Bắc Sơn, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng, nằm ngay sát quốc lộ 10, đối diện với ngôi chùa Cao Linh, hướng đi Thái Bình và Quảng Linh. Đấy, bệ bậc lên xuống đã được ốp inox mạ chrome, đấy, nhãn hiệu của i10, đấy, rất là đẹp luôn các bác nhá. Đấy, phần tất cả những ốc ác bản nề cánh cửa này, đấy, chưa hề động đến ca lê mỏ lết luôn. Đấy, khung cánh cửa không hề có một chút mục mọt nào luôn các bác nhá, không hề một chút mục mọt nào luôn. Đấy, đăng ký 2017 các bác nhá, 2017-2018 nó mới xuống được. Đấy, một mẫu xe lướt, một mẫu xe i10. Đấy, phải nói là rất là đẹp luôn, sơn zin màu vàng xịn sò. Vâng, tất cả đầu vít cột kèo zin, vâng, máy zin các bác nhá, máy số zin luôn. Hệ thống vỏ lốp của đằng sau bên lái các bác này, lốp giáp thì rất là đẹp luôn. Đấy, lốp giáp thì rất là dày dặn các bác nhá. Đấy, vẫn còn ta lông này, hệ thống cua lốp này. Đấy, cua lốp không hề có một chút mục mọt nào các bác nhá, không hề mục mọt luôn. Đấy, bác nào mà quan tâm đến mẫu xe i10 nhập khẩu. Đấy, con này xin lỗi các bác nhá, con này bản lắp ráp tại Việt Nam. Đấy, lắp ráp tại Việt Nam các bác nhá. Đấy, xăng thì ăn 5,4 lít này. Đấy, 100 cây số các bác nhá. Đấy, đi trong đô thị này, 6,9 này. Đấy, 4,5 này. Đấy, ngoài đô thị các bác nhá. Đấy, rất là tiết kiệm luôn. Đấy, một mẫu xe i10 phải nói là rất là đẹp. Đấy, sơn xi màu vàng xịn sò. Đấy, tất cả đinh tán ràng giật này. Đấy, nguyên đai nguyên kiện luôn các bác nhá. Đấy, nguyên bản luôn, keo chỉ zin. Đấy, keo chỉ zin các bác nhá, tất cả lắp cốp này. Đấy, rất là ngon luôn, một mẫu xe phải nói là ngon bổ rẻ luôn các bác nhá. Hiện tại chiếc i10 này bên em đang chào bán với giá là 262 triệu đồng. Đấy, sản xuất 2017 và đăng ký và lăn bánh 2018 các bác nhá, 2018 nó mới xuống được. Vâng, chỉ với 262 triệu đồng, bên em có bao hồ sơ, vâng, có bao hồ sơ và có lộc lá cho các bác. Đấy, đây là phần hệ thống cốp sau xe này. Đấy, lốp sơ cua này. Đấy, kích tròng đầy đủ luôn này. Sàn xe thì không hề có một chút mục mọt nào các bác nhá, không hề có một chút mục mọt nào luôn. Đấy, sơn xi thì màu vàng xịn sò nguyên bản rồi. Sau đây em sẽ đi vào phần hệ thống gầm xe này. Đấy, các bác xem gầm bệ của nó này. Gầm bệ thì rất là chắc chắn luôn các bác nhá, rất là chắc chắn luôn, không hề có một chút mục mọt nào luôn các bác này. Đấy, một mẫu xe lướt, đó là một mẫu xe i10 sản xuất 2017, đăng ký và lăn bánh lần đầu 2018 các bác nhá, 2018 nó xuống được mà giá tiền chỉ với 262 triệu đồng. Đấy, bên em có bao rút hồ sơ cho các bác và vận chuyển luôn đến tận nhà tận giường cho các bác nhá. Đây là phần hệ thống táp ly của cánh cửa của đằng sau bên phụ các bác này. Đấy, các bác xem táp ly của xe này rất là đẹp các bác nhá. Đấy, tất cả hệ thống cụm cánh cửa này, đó,
không hề có một chút bục mọt nào luôn. Ốc áp bản đề. Đấy, hệ thống ốc áp bản đề mẹ bật lên xuống này. Đấy, lốp dép thì rất là dày dặn luôn các bác nhá. Các bác mua về chỉ việc đổ xăng và sử dụng thôi. Đấy, một mẫu xe i10 phải nói là rất là đẹp luôn. Các bác nào mà quan tâm đến mẫu xe lướt này, hãy cứ nhấc máy lên alo cho em. Vâng, alo trực tiếp cho em hoặc đến trực tiếp bãi xe của em các bác nhá. Và đây là phần hàng ghế đằng trước các bác này. Đấy, rất là tươi các bác nhá. Ghế da trang bị hai màu. Đấy, ốc ác cánh cửa chưa hề động đến một chút cả lê mỏ nét nào. Tất cả hệ thống cột kèo của xe zin nguyên bản luôn. Đấy, ốc ác bản đề các bác này. Đấy, vẫn còn sơn chống bảy màu. Đấy, hệ thống cụ cánh cửa này, keo chỉ của xe này. Đấy, đều tắp tắp luôn các bác nhá, đều tắp tắp. Vâng, đây là phần đấy, các bác xem này, khung cánh cửa keo chỉ này. Đấy, keo chỉ của nó keo chỉ zin luôn các bác nhá. Đấy, keo chỉ zin luôn. Đấy, xe rất là đẹp luôn. Một mẫu xe tư nhân gia đình sử dụng, không taxi, không dịch vụ các bác nhá. Một mẫu xe i10 phải nói là đẹp xuất sắc luôn. Xi nhan báo rẽ trên gương. Vâng, gương kính chỉnh điện. Đấy, đăng kiểm thì còn đến tháng 7 năm 2023. Hệ thống lắp của xe các bác này. Đấy, rất là đẹp luôn các bác nhá. Đấy, một mẫu xe i10 phải nói là rất là xịn sò luôn. Đấy, sản xuất 2017 mà 2018 nó mới xuống đường các bác nhá. 2018 nó mới xuống đường. Đấy, một mẫu xe phải nói là rất là đẹp luôn. Sơn xi thì màu vàng xịn sò nguyên bản cao xe. Một mẫu xe bản hatchback một đầu, xăng ăn tiết kiệm như người luôn. Đấy, giá tiền chỉ với 262 triệu đồng. Bên em có bao rút hồ sơ đấy, cũng như hỗ trợ vận chuyển trên mọi miền tổ quốc cho các bác. Vậy thì bác nào mà quan tâm đến mẫu xe này, anh cứ alo cho em. Và sau đây em sẽ tiến sâu vào bên trong nội thất cho các bác xem nhé. Vâng, đây là phần hệ thống vô lăng của xe các bác này. Vô lăng của nó là vô lăng 3 chấu các bác nhé. Tất cả những cái kẽ vô lăng này không hề có sự hao mòn mấy luôn các bác này. Đấy, phải nói rất là đẹp luôn. Sau đây em sẽ đổ máy lên các bác nhé. Đấy, mặt đồng hồ các bác này. Đấy, máy thì búng nhẹ cái đổ ngay. Đấy, xi nhan báo rẽ này, hoạt động rất là trơn tru luôn. Đấy, phun nước và gạt mưa ô sờ kê các bác nhá. Đấy, màn hình Android điều hòa rất là mát luôn. Đấy, tất cả những cái phím điều hòa này rất là đẹp các bác nhá. Quả số này, phanh tay các bác này. Đấy, hệ thống chắn nắng này, phần hệ thống đèn đóm này. Đấy, ok luôn, chắn nắng hai bên đầy đủ các bác nhá. Gương chiếu hậu này. Đấy, một mẫu xe i10 2017, giá tiền 262 triệu đồng, trang bị màn hình mà cam nồi đầy đủ các bác nhá. Màn hình cam nồi đầy đủ luôn. Hệ thống tablo của xe các bác này. Đấy, hệ thống tablo các bác nhá, rất là đẹp luôn. Đấy, một mẫu xe tư nhân gia đình, không taxi, không dịch vụ, cửa lẻo rất là chắc chắn luôn. Đấy, hệ thống kính lên xuống các bác nhá. Đó, rất là trơn tru luôn. Đấy, rất là trơn tru các bác nhá. Đấy, chỉ với 262 triệu đồng các bác đã sở hữu một mẫu xe i10 sản xuất 2017, hiện đang có tại cửa hàng ô tô cũ Đoàn Nghị. Vậy thì bác nào mà quan tâm đến mẫu xe này cứ nhấc máy lên alo cho em các bác nhé. Và sau đây em sẽ tiến vào phần hệ thống tổng quan động cơ khoang máy cho quý vị các bạn tham khảo. Vâng, đây là phần hệ thống tổng quan động cơ khoang máy của chiếc Hyundai Grand i10 sản xuất 2017. Mà phiên bản số sàn mang khối động cơ chỉ có với 1.0 3 máy các bác nhá. Rất là tiết kiệm luôn. Vâng, rất là tiết kiệm nguyên liệu các bác nhá. Và giá tiền chỉ với 262 triệu đồng. Bên em có bao rút hồ sơ cũng như hỗ trợ vận chuyển cho các bác luôn. Tất cả này zin toàn tập luôn các bác nhá. Ưu giảm sóc này, tính tán này, nguyên đai nguyên kiện. Ốc ác thì chưa hề động đến ca lê mở lết luôn.
Đấy, sơn xi màu bạc. Vâng, tất cả hệ thống tinh tán giảm nhiệt này. Đấy, cam kết các bác là zin nguyên bản luôn các bác nhé. Đấy, bằng văn bản giấy tờ luôn. Đấy, tất cả những cái hộp đen vẫn còn dán ni lông các bác này. Đấy, vẫn còn dán ni lông bên ngoài các bác nhé. Đấy, các bác xem và cảm nhận. Và bác nào mà quan tâm đến mẫu xe này, đấy, cứ nhấc máy lên alo cho em. Đấy, máy này, máy đổ rất là êm, máy zin các bác nhé, đổ rất là êm luôn. Đấy, hệ thống tổng quan động cơ khoang máy của chiếc i10. Đấy, sản xuất 2017, hiện đang có tại cửa hàng bên em. Đấy, tất cả lắp cabo các bác này. Đấy, tất cả lắp cabo, các lỗ của nó tròn zin nguyên bản, keo chỉ này, keo chỉ zin luôn các bác nhé. Đấy, keo chỉ zin luôn. Đấy, một mẫu xe i10. Đấy, hiện đang có tại cửa hàng ô tô Cũ Đoàn đây. Vậy thì bác nào mà quan tâm đến mẫu xe mang biển kiểm soát Thái Bình quê lúa này, alo cho em. Bên em có bao hồ sơ cho các bác nhé, và bao ship đến tận nhà tận trường cho các bác luôn. Đấy, một mẫu xe phải nói là đẹp xuất sắc luôn. Dạ vâng, em nghĩ ô tô Cũ Hải Phòng. Em vừa quay tổng hợp một mẫu xe Hyundai Grand i10 có năm sản xuất 2017, đăng ký và lăn bánh lần đầu 2018, mang phiên bản số sàn, hiện đang có tại cửa hàng bên em. Vậy thì bác nào mà quan tâm đến mẫu xe này, hãy cứ nhấc máy lên alo cho em theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565. Bác nào mà xem video của em, hãy nhớ ủng hộ em một cách like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp em để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà em đưa lên. Và xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong video lần sau.